Xin chào quý bà con và quý anh em nuôi tôm. Thì vừa rồi Tuấn có chia sẻ cái clip mà vèo tôm bằng thức ăn tự nhiên chỗ anh Vui, An Minh, Kiên Giang, thì chỉ sử dụng cái gói vi sinh Acicobloc mà mình vèo được khoảng 100.000 con tôm đó trên cái mà bể ao đất lót bạc, rất là hiệu quả mà chi phí thấp, tiết kiệm. Thì sau khi mình vèo 16 ngày vậy thì mình gây thức ăn tự nhiên ở ngoài, mình sang ra thì giống như là lúc đầu thì anh Vui anh sử dụng là cái bể mà bạc nổi vậy, thì mình ở trên mình có che lưới lan rồi mình gây thức ăn tự nhiên ở dưới ao đất, mình vớt lên rồi cứ định kỳ là 2 ngày mình bỏ một nắm Acicobloc, mình duy trì cho đến là tôm mình nó đạt cái cỡ mà đầu đũa hoặc đứa thuốc gì đó, mình tùy theo cái mật độ rồi tùy theo cái nước của mình, hoặc mình chuẩn bị cái ao dèo ở ngoài có tốt hay không, rồi bắt đầu mình sang ra. Thì mình cũng tiến hành định kỳ khoảng 10 ngày mình sử dụng cái Acicobloc và Bioga mình gây để duy trì thức ăn tự nhiên và mình nuôi cho đến con tôm mình thu hoạch. Nếu mà làm như vậy thì nói chung con tôm nó sẽ rất là lớn và đạt, rồi nó sẽ rất là đồng đều mà nó là đề kháng nó tốt, cũng như là nó rất lớn rất là nhanh. Thì rất là nhiều bà con sau khi xem clip gọi điện về cho Tuấn tư để tư vấn và hỗ trợ bà con kỹ thuật để làm giống như vậy, thì rất là nhiều bà con làm thành công. Trong cái chuyến mà đi công tác tất cả các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì Tuấn có ghé thăm một số cái mô hình cũng như bà con đang thực hiện vèo bằng cái kỹ thuật này, sử dụng cái bể bạc, tức là mình sử dụng cái bể bạc có thể là vèo trên bờ hoặc mình vèo giữa ao, rồi có thể mình vèo ở dưới nước, thì tùy theo cái điều kiện mà bà con có thể mà làm cái vèo như thế nào, miễn sao mà nó là vừa phù hợp với cái mật độ của mình cũng như là nó tiện lợi nhất cho mình mà chi phí cho nó thấp mà nó hiệu quả là được rồi. Đầu tiên thì chỗ người em ở trên Kiên Lương, Kiên Giang thì lúc trước đây thì thường là cũng như mình bắt, mình không có vèo, mình bắt về, mình thả thẳng và mình trừ hao. Tuy nhiên thì cái số lượng mình không kiểm soát được, cũng như là cái tỷ lệ đạt rất là thấp, lớn rất là chậm. Do đó thì có xem clip của Tuấn và Tuấn tư vấn mình làm vèo và bằng thức ăn tự nhiên. Đó, thì sau khoảng 16 ngày thì nói chung là tôm lớn rất là nhanh, rất là đạt. Rồi mình theo dõi được hàng ngày cái tỷ lệ lớn, cái tốc độ lớn của nó, và mình theo dõi được cái số lượng và mình bung ra thì khoảng là 35 ngày, nếu mà tôm nó đủ mồi thì có thể là nó đạt 100 con với cái mật độ mà dưới 5 con trong đất mét vuông thì rất là hiệu quả. Còn cái trường hợp thứ hai, một người em cũng ở An Minh, Kiên Giang thì đã có cái ao vèo sẵn, thì mình chỉ cần thì mình gây cái thức ăn tự nhiên trong ao đó, còn nếu mà thiếu thì mình vớt ở ngoài ao lớn mình đưa vô, và mình cũng duy trì 2 ngày thì mình sử dụng cái Cobaloc này, mình đánh định kỳ 2 ngày một lần đó, thì mình để nó duy trì luôn thức ăn tự nhiên thì cũng 16 ngày bung vô. Còn cái trường hợp thứ ba thì Tuấn cũng có tham quan ở bên chỗ người bạn ở Bạc Liêu. Người bạn này thì có làm cái hệ thống năng lượng mặt trời đó, mình để mình bán điện, thì nhưng tuy nhiên thì ở dưới cái năng lượng mặt trời đó thì người bạn mua có 8 ao và muốn mà mình nuôi cái quy trình nào cho nó phù hợp, tức là ở trên này có nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời thì cái máy nó che thì nó cũng giảm ánh sáng so với những ao thông thường và nó cũng giảm gió. Do đó thì Tuấn tư vấn cho làm cái mô hình là cũng như mình gieo nhiều giai đoạn, giống như thu tỉa mà thả bù, tức là mình không có thể nào mà mình làm nhiều được, mình thả dày được. Thì do đó thì mình nên vèo bằng cái vèo thức ăn tự nhiên này, mình vớt, mình kiểm tra thức ăn tự nhiên những cái vuông kia, mình lựa cái vuông nào mà có mồi nhiều nhất thì mình làm vèo của đó, thì mình vớt mình bỏ vô, thì mình cũng duy trì, mình định kỳ mình đánh Cobaloc 2 ngày một lần đến khi tôm đạt cái kích cỡ đó, thì mình bung ra. Thì ở đây là trường hợp thì người bạn này thì có thể vèo sú và mình có thể mình vèo thẻ luôn, vậy vẫn được rất tốt đó. Riêng mà đối với thẻ hoặc sú, nếu mình sử dụng thức ăn chế biến mình cho ăn thì mình phải siêu phong, nếu mà không kỹ nó rất là dơ nước và nói chung là rất là củi go, tôm dễ mà bị bệnh cũng như là bị chết trong cái hầm vèo. Còn đối với cái thức ăn tự nhiên này thì nếu mà mình vèo vậy nó ít dơ nước và mình sử dụng cái vi sinh Cobaloc thì nó vừa làm sạch nước luôn
Và tôm rất là đủ mồi. Nói chung là mình vèo là khi nào mình cảm thấy là nó lớn đủ cỡ rồi, ở ngoài mình chuẩn bị tốt rồi thì mình cứ sang ra. Thì đối với cái mô hình này thì mình cứ vèo sử dụng cái vèo này. Thì ví dụ bà con, ví dụ là 10 công thì bà con cứ vèo 1 tháng 30 thiên vậy. Thì cứ mà định kỳ thì mình cứ 30-40 con gì đó thì mình bắt xong thì mình trước đó thì mình chuẩn bị mình vèo là mình bung bài kia ra, thì mình cứ định kỳ mình bắt như vậy hoài. Thì nói chung lúc nào bà con cũng có tiền, và hai nữa là nó sẽ ít rủi ro. Những cái con lớn thì nó ăn mồi lớn, cái con nhỏ thì nó ăn mồi nhỏ, nó không có cạnh tranh lẫn nhau và nó ít bị thiếu oxy. Thì cái mô hình nuôi tẻ thả bồ mình dèo tôm hai giai đoạn mà bằng cái bạc mà thức ăn tự nhiên này thì nó rất là hiệu quả. Còn trường hợp thứ tư là một người em ở U Minh thì cũng có coi qua, và người em đó người ta thực hiện và trên bể dèo bằng ao đất có sẵn. Thì cũng là sau khi mình diệt cá tạp, diệt khuẩn, diệt sứa và dập phát sáng rồi là ủ men gây thức ăn tự nhiên, thì người em nói cho hay thì dèo 22 ngày thôi. Là này là trường hợp dèo thẻ mật độ thì 5 con mét vuông đó, thì mình dèo rồi mình bung ra cái ao lớn thì khoảng 22 ngày là tôm nó gần 200 con. Bởi vậy đó là mà cái thức ăn tự nhiên người em nói rất là nhiều, nói chung lên đủ thứ con hết trơn. Cô bé bót cũng có, cờ riêu cũng có, rồi dung nhiều tơ, trùng chỉ. Ngoài ra còn rất là nhiều cái trường hợp bà con bèo mà gửi về chỗ Tuấn và để Tuấn tư vấn để mình làm cho nó được là đúng cái quy trình, và nó dèo thức ăn tự nhiên này để cho nó đem lại hiệu quả cao nhất. Tuấn xin chia sẻ một số cái mô hình để cho anh em bà con mình tham khảo đó, để mình tự tin mình làm, để coi ngoài ra những bà con nào mà chưa vèo được đó, thì mình coi coi mình có còn thiếu sót gì nữa không. Nếu mà bà con không rõ những cách vèo cũng như cách xử lý nước như thế nào thì có thể điện về cho Tuấn, thì Tuấn tư vấn, Tuấn hỗ trợ cho mình làm cho nó đúng cái quy trình để giúp cho bà con mình vèo cho nó đạt cái giai đoạn đầu. Và hai nữa là khi mình vèo đạt thì mình gây thức ăn tự nhiên ở ngoài là mình sang ra là nó rất là hiệu quả. Cái mô hình mà dèo nhiều giai đoạn rồi mình thu tỉa thả bù vậy là nó rất là hay. Thứ nhất là nó giúp cho bà con mình là tránh được cái rủi ro khi cái lượng tôm quá nhiều nó thiếu mồi. Thứ hai là nó đa dạng cái thức ăn, tức là mình cái con lớn là nó ăn mồi lớn, con nhỏ thì nó ăn mồi nhỏ, thì mình thu cái con lớn đi thì mình thả cái con nhỏ vô thì cứ xây dòng vậy hoài. Rồi cái vấn đề thứ ba là khi mà mình thu tỉa thả bù vậy thì nó tránh cái sự thiếu oxy, mà khi mà tôm nó về lớn mà những cái lúc mình đứng gió hoặc những cái lúc mà mưa nắng thất thường, rồi điều đặc biệt là trong quá trình nuôi tôm thu tỉa thả bù này là lúc nào bà con mình cũng có tiền. Thì cứ 1 tháng mình dèo bung gan lần vậy, mà cứ mình bắt mình xây dòng vậy, thì với cái thời gian và tốc độ lớn nhanh vậy thì nói chung nó rất là ít cái rủi ro cho bà con mình, và bệnh nó cũng không có kịp phát sinh. Nó là nó không có kịp phát sinh và nó gây ảnh hưởng đến con tôm tại nó quá thưa. Mà nếu mà nó có kịp phát sinh đi nữa là tôm mình cũng đã lớn rồi. Nói chung cái rủi ro nó rất là thấp. Ví dụ trong khoảng thời gian mà có 20 mấy đến 40 mấy ngày, ví dụ tôm mình 70-80 con, 100 con rồi, thì có gì thì mình cũng 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 thu nhanh, mình thu kịp đó. Nếu mà so với ví dụ mình thả dày quá thì nó có rủi ro, thì 200-300 con thì bà con bắt cũng đâu có nhiều tiền đâu. Với cái mô hình mà thu tỉa thả bù này Tướng thấy rất là hay. Nếu như mà mình là nuôi trước đây, ví dụ 10 công mình cứ thả 100 thiên hoặc 70-80 thiên vậy, thẻ vậy, thì nếu mà nó lúc lớn mà nó không đủ mồi thì nó sẽ bị hư nửa chừng. Tại vì nó ăn những cái hoạt chất hữu cơ, nó không đủ mồi, nó ăn tầm bậy thì nó hư đường ruột, nó chết. Vậy thì mình bắt không được nhiều hết trơn đó. Nếu bà con dùng 10 công mà con thả chừng 30 thiên thôi, nhưng mà tháng nào bà con cũng là bắt chừng 30 triệu, nhưng mà con cộng dồn 1 năm thôi là bà con thấy là nó rất là nhiều đó. Còn đối với sú thì có thể là mình tháng rưỡi mình dèo mình bung răng lần vậy, thì để gì nó sẽ ít rủi ro nè, mà nó sẽ nó đủ mồi, nó không có thiếu oxy, cũng như là con lớn ăn mồi lớn, con nhỏ ăn mồi nhỏ, mình lúc nào mình cũng là có tiền hết trơn, chi phí mình rất là thấp mà cái hiệu quả mình cao, lợi nhuận mình cao, độ an toàn cao, ít mà bệnh đó. Rồi khi đó đó là cái thành công mà nó rất là cao, rất là ít cái rủi ro, nó rất là bền vững.
chứ bà con đừng có nghĩ mình thả 100 thì mình mất 1 tấn. Nhưng mà nhiều khi cái năng lực mình không đủ, cái kỹ thuật game mồi mình không đủ, mình xử lý đáy không tới, oxy mình không đủ, nhưng cuối cùng mình chẳng bắt được tấn nào hết trơn á, nếu mà nó hư giữa đường vậy. Bởi vậy cái thu tẻ thả bù vậy thì mình tuy nó ít vậy nhưng mà nó có điều điều và nó bền vững, nó an toàn cho mình. Rồi xin cảm ơn quý bà con theo dõi, nếu bà con có thắc mắc gì thì bà con cứ điện về cho Tuấn thì Tuấn tư vấn hỗ trợ cho mình làm cho đúng cách. Rồi chúc bà con mình là nuôi tôm được thuận lợi thành công và dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn. Hello, xin chào anh Tuấn. Em thấy eo diều của em không? Đây là cái eo diều của em 15 mét vuông em Tuấn. Em đang xử lý, em đang họng qua làm mới thuốc cá xong. Em xử là ngày hôm nay là em xử lý bằng Cubalock. Đây là eo diều của em. Sau những công đoạn mà em ủ men ha. Mấy con này gây nó lên nè anh Tuấn, sao mà không thấy con nào nhỏ chứ, để con tôm con nó ăn vậy? Câu dẻo nè, gây lên cái này nè. Cái này thả giống được chưa? Câu dẻo em. Đây à. Màu nước rất là đẹp. Màu nước rất ok. Còn đây em. Đây là những cái bập chuối em chặt, em thấy xuống nè. Thấy không? À. Nè. Thấy không? À. Đây, đây, anh thấy ốc gạo nè, anh thấy kinh khủng không? À. Coi lên lý tưởng không? Nó dính nè, dính. Nó dính nè, ở đây. Bữa nay vớt lên mới thấy nó to ta. Ở dưới mình không thấy nó. Nó có đường ruột rõ ràng lắm mà. Gai đường ruột à. Thấy nó dạng không? Thấy nó dạng á, con nó bắt con nó ăn á. Nó tha kìa. Thấy không? Cái miệng nó nè, con nó bắt ăn nè. Nó tha nó kéo á. Nó kêu nè, 5 ngày phải không? Dạ. Từ ngày thứ 5 cho đến coi con nào nấy miệng nè. Thấy gan ruột nó rõ không? Ừ. Thấy chưa? Con còn dính nó bắt chùm ăn đó. Đó con điều này đều bắt mỏi chưa ha, thấy không? 4-5 ngày mà tôm thấy không, ghê còn thấy không? Ủa, cái tay nó cầm con cà riêu nó bơi trời ghê không. Hả? Con nào cũng cầm con này nè, dưới này nhóc thì con cầm con chưa thấy không? Mà thấy nó dạng không phải như cái kia nhát nó chạy đâu, này nó dạng ghê không. Nó lớn mà nó cầm nó ăn rồi trời, này nó lớn mỗi ngày luôn, ham lắm, lớn mình thấy mỗi ngày. Dạ. Đêm nó ấy thiếu xì nữa thôi. Giờ thấy nó đi nè, mấy người kêu đi nè. Anh đây thấy nè. Ở trước nè. Thấy không? Ừ. Quá trời mồi luôn. Hết rồi. Nó bự rồi nè. Dạ. Không ơi. Nó có mấy bầy nhỏ nhỏ nhí nhóc hết rồi. Về thẻ này em gieo được 10 ngày nữa. Thẻ này em gieo được 10 ngày nữa. Coi thử nó có thẻ này nó có ok không? Sức lớn nó đủ sức lớn. Em gieo được bữa nay nó được 10 bữa nè. Ô gieo lớn nè. Thông thường anh dạo trên đây bao lâu anh mới đem nó nếu nó êm thì cỡ 15 ngày là xuống mình. Nè, ốc nói gắn này nè Tấn ơi. Đó. Bao nhiêu đó? Đây, thả chuối vô đây. Mấy góc này ốc được gắn hết trơn rồi. Cà riêu này Út mới xúc có hầm dèo vô đó Tuấn. Coi xài bao lâu rồi anh?
cái bữa con đưa cho năm bữa mấy chứ không nhớ là bữa 12, 19, 18, 19 gì đó. Xài bữa nay 1 tuần rồi, khoảng 1 tuần rồi. Khoảng 1 tuần rồi ha. Không gài là không có mưa, 3 gối 15 công. Rồi cái này á là nãy mưa chắc cỡ 2 tấc nước có ạ. Dám có lắm, dám có tắc gần tắc ngoài 2 tấc nước, tắc ngoài á. Vẫn khủng khiếp. Chỉ giật nhẹ là thôi. Em nó có ba cái ấy. Em ơi, mấy sao anh chỉ cho. Thấy rõ không? Rồi, thấy rồi được. Cái này mình đánh vẫn lên kịp nha. Nha. Ờ, mình đánh cho lên kịp. Diện tích nhỏ này là còn hai bữa nó cho ra rồi. Dạ ha. Ra rồi đừng để cho thôi, cái sao đi. Hai bữa nó cho ra thì cái sao đi làm. Nè, nó giỏi nè. Ừ. Trời ơi, kẹo gì không? Ừ. Sao á mình cái thức ăn tự nhiên mà mình dớt trước gì đó và mình bung xuống là nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi là con này bắt 5 bài thẻ mà 2 tấn mấy nè. 2 tấn mấy không? Thả nào à, muốn bắt không? Rút cống ra là đặt xuống dây là gãy mồi nó chạy, dụ như cái sáng này đặt cái sáng mai là sạch sẽ thẻ luôn. Ừ. Sạch sẽ thẻ phải không? Rồi cái mình đưa nước lại mình chụp lên đó nha. Chụp cái mình tạt cho mình đưa nước lại cái là bắt đầu bung mình này ra trong vòng 5 bữa để cho ăn thôi. Ừ. Càng cũng thì làm liên tục vậy. Năm bảy luôn. Năm bảy. Năm. Mười ngày là thẻ vô cỡ hồi năm rồi là tháng 10 ngày 5 mấy con à. Đi ghê vậy, tháng 10 ngày 5 mấy con. 5 mấy con. 12 ngày là tháng 10 ngày 12. Thẻ mặc độ nhiêu con mà tháng 10 ngày 5 mấy con. Bảy bắt cỡ 4-500 kg à. Ờ thà thứ bắt lọc vậy phải không? Ở ngoài. Trời ơi, đảm bảo như là nãy giờ gãy nó gãy mồi đi dẫn là lại là nó cứng rú quá trơn. Ừ. Có 4-500 kg thẻ mà bắt vòng vòng có đối mà bắt 4-5 tấn luôn. Rồi cứ năm bắt 7 lần vậy 3 tấn mấy? À, một năm bắt hồi đầu có 5 7 mà 2 tấn mấy xuống 2 tấn rưỡi. Ừ. Quá tốt.